hôm nước ngập ở đây đâu sẹt chín không? Không. Sẹt đâu được nhiều như nè. Bằm thật đã. Hai rắn nó đủ với mày ăn rồi. Ruộng lúa không nè bà con, hôm nay dẫn mì mì đi ở con mì xa cho nó đi thăm đồng. Lấy biểu ai thế mày đi đâu rồi? Đi chơi hả? Bà này xí hả? Ăn khóm, à, ăn cốm hả? Nãy giờ thử đây để bà đồng hả? Ôi, thầm mà nâng miền kẹo nữa đấy. Hả? Thầm mà nâng màu... Thầm mà nâng màu tia kẹo mình miền nữa. Đồ ta mình khôn mà hơn. Hử? Bọn anh xong tiền đấy hả đang thấy cái là rưng lại nha nó lại nè làm tàu mong khỏi nè nó chua cả rõ nè đúng rồi nè đi xa nè chua mới nè chua mới nè chô coi chô hãy chô nhẹ nhảy đua là chô chăng á nghe vừa khai chạy vừa xoa lại vừa khai nhé nhé khai vừa hả bố mỗi chỗ đón rồi. Quá ai diễn lốp máy rồi. Không quen tụi nó mà tụi nó lại đụng đâu có cho. Thấy không? Đâu có cho đâu à. Không quen mà ai cho đụng. Misa nè, Misa ơi. Đi về ha. Được chưa? Đi chơi vậy được chưa? Nãy có con ve đó nha. Nháp rồi. Rồi giờ về.
tự tượng ra các nhà dọc đường này, cái nhìn hết thấy cái cảnh này bắt đầu người ta cắt la rai rồi. Nay mai không à? Đây là mới cắt cái nhà ở đây nữa nè. Đó. Từ từ cắt từ từ cái bít cái chỗ nhìn cái cảnh này luôn. Có người ta dẫn bò về. Cái này là chùa Tà Phạ nè. Vô phải lấy ra xin đó mà. Dạ, nhùm nhem nè. Người à, tôi đi sạp đó rồi. Xịt đâu được nhiều như thế này. Bằm thật đã. Hai rắn nó đủ rồi mày ăn rồi. Ủa trên này cũng được cá lăn nữa ta. Ủa ở xịt được khoai mì luôn hả? Đi xịt khoai lang. Nó xịt rau có khoai lang khoai mì trống rồi trời. Nói này, cái này xịt hơi lạ rồi nha. Này làm rắn này, rắn gì, rắn nước hay rắn gì? Cá chê nhiều quá. Sao có con cá lăng như vậy? Cá chốt cá lăng. Xịt ở đâu? Ở trên đường dưới đây nè. Xịt theo mấy cái ô nước á hả? Dạ. Làm gì vậy? Sôi nữa quà. Nó cao hoài luôn rồi. Này mày nhúng nước sôi nó dễ hơn. Nó cạo con mẹ gì mà nó nhìn chỗ khác không rồi thành thử ra nó cạo con rắn nữa. Nó chỉ nghĩ sáng nó quá sáng này đứa tại đi lẻ rồi. Lẻ mới chịu à. Anh thử ra tao né gì đấy. Đung vô tao có né hết trơn á. Ngày rắn nó làm tới ngày mai luôn á, tao bảo đảm. Tại chú quê cũng làm lâu quá. Hơi sượng nữa. Cá bằng gọi nha, sạch sẽ nha.
nó còn bơi được, nó còn bơi được. Bơi được sao? Đập hoài. Có lý ha. Cũng cỡ 2kg không? Dạ, đó. Có lưng kìa. Trời, có tới khoai lang, khoai mì mà nói chi chuyện lương á. Lương mà nhầm nhò vậy trời. Đi xiệt mà có khoai lang không? Được khoai lang, khoai mì á là... Thế là... Bộ phim đó mày ơi. Dài không ta mà ăn. Cái bắt đầu tour tới cũng còn lẽ bị đá. Xe nó nghe cái gì rột ở cái bánh xe trước chắc là hết 4 tháng rồi. Để mai đem qua cho thợ coi coi. Vui lên à. Sữa chua nếp cẩm không nốt sữa. Thợ bạc cóc, gà đốt, bò nhúng.